Hiện tại đây, chúng ta đang cùng gặp gỡ một vị khách hàng vừa làm xong dịch vụ nâng cấp vòng 1 tại bệnh viện thẩm mỹ Kanu. Với chia sẻ của vị khách hàng là mong muốn có một cái vòng 1 thật là căng tròn, mịn, đồng thời bên cạnh đó không quá to, có thể mặc vừa các cái loại trang phục phù hợp cũng như là tôn lên được cái sự quyến rũ thanh lịch của cơ thể. Thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và chúng ta sẽ cùng xem với cái hình dáng hiện tại của vị khách hàng nó có sự thay đổi như thế nào nha. Thì như các bạn có thể thấy là vòng 1 của vị khách hàng này, trong lúc mà chúng ta nhìn ở cái góc độ như thế này thì có thể thấy được rằng là đây, chúng ta hãy cùng nhìn thật là kỹ cái hình dáng của cái vòng 1 của chị ấy trước khi mà làm dịch vụ nha. Thì chị cũng đã có vòng 1 sẵn rồi, tuy nhiên mô tuyến của chị nó bị teo do quá trình sinh nở nè, cũng như là cho em bé bú. Và hiện tại đây, sau 90 phút làm dịch vụ nâng cấp vòng 1, thì hiện tại cái vòng 1 của chị chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái độ nhô cũng như là cái phần mô tuyến cũng có được sự cải thiện rất là đáng kể. Và với chia sẻ của chị rằng là vì sinh ba bé cho nên đó là chị cũng khá là tự ti khi mà mặc những cái trang phục không tôn lên được vòng 1 của mình. Và với góc nghiêng chúng ta cũng có thể nhìn thấy rất là rõ ràng rằng cái độ căng tròn cũng như là cái độ nhô của cái dáng ngực của chị. Cũng như là đây các bạn có thể thấy nha, với cái bộ căng tròn như thế này sẽ rất là phù hợp để mà chị có thể sinh hoạt nè, cũng như là diện những cái trang phục ưng ý. Và với những cái hình ảnh trước thì chúng ta có thể thấy rất là rõ là gần như là cái vòng 1 của chị nhìn vô là vòng nhìn ngang như là không có vậy đó. Cho nên là đôi khi chị sẽ cảm thấy rất là buồn nè, cũng như là không tự tin khi mà chúng ta diện những cái trang phục của mình. Và sau 90 phút làm dịch vụ nâng cấp vòng 1 tại đây thì với cái công nghệ nội soi kết hợp cùng với lại da mổ Harmonic, các bác sĩ đã bóc tách vào trong cái khoang ngực của chị để mà có thể đặt túi ngực vào với cái size túi phù hợp là 300 để mà chị có thể tự tin nè, đồng thời bên cạnh đó là hạn chế xâm lấn để cho chúng ta có thể sau khi mà làm dịch vụ nâng cấp vòng 1 xong rồi có thể quay trở lại hòa nhập lại với công việc hàng ngày của mình mà không mất rất là nhiều thời gian để nghỉ dưỡng. Và như các bạn có thể nhìn kỹ về cái dáng vòng 1 của chị ở thời điểm hiện tại, về cái độ căng mịn cũng như là cái độ mềm mại của nó, thì cái việc mà chúng ta đặt vào trong cái khoang ngực của mình bằng cái công nghệ nội soi nó hạn chế xâm lấn như thế, cho nên đó là khi chúng ta chạm vào cái vòng 1 của chị sẽ cảm thấy vô cùng tự nhiên. Nên là đây cũng là một trong những cái yêu cầu cũng như những cái mong muốn của chị, đó là làm nhưng mà người khác nhìn vào giống như là một cái dáng ngực tự nhiên của chị vậy.